em Sáng chia sẻ tới mọi người một trong những quá trình hết sức quan trọng các bác nhé. Như thường lệ thì em Sáng vẫn nói mọi người rồi, ở cái dòng sản phẩm đặc biệt là trên nền tảng chất liệu gỗ gụ Lào này thì cái quá trình nhuộm nước vôi là một trong những cái quá trình vô cùng quan trọng các bác nhé. Đó thì hôm nay em Sáng nhuộm nước vôi cho một chiếc sập ba thành Cửu Long Tranh Châu. Em Sáng chia sẻ tới mọi người từ những cái siêu phẩm đầu tiên của mình các bác nhé. Thì đây là siêu phẩm thứ hai ở mẫu sập Cửu Long Tranh Châu này. Đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật rất tuyệt vời mà em Sáng rất vinh dự được làm cho anh trai ở Bình Dương các bác nhé, đã tin tưởng đặt đồ. Thì như quý vị anh chị em đã biết rồi, đặc biệt là những các bác ở trong miền trong Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, rồi nói chung là các tỉnh phía Nam, thì để nói về chất liệu gỗ gụ Lào ấy, thì mọi người thường thường là ít sử dụng. Bởi vì với cái đặc tính của người miền trong thì mọi người thích những cái sản phẩm mà gỗ nó vân nhiều, sáng màu các bác ạ. Thế nên là em Sáng cũng rất vui và vinh dự bởi vì mình làm rất nhiều các sản phẩm gỗ. Nhưng để nói về cái thị trường đồ gỗ ấy, thì ở cái sản phẩm hàng bình dân thì gỗ gụ Lào là một trong những loại gỗ tốt nhất, VIP nhất thật sự các bạn, các bác ạ. Đó, từ ngàn xưa ông cha ta đã sử dụng những dòng gỗ gụ Lào rồi và nó được kiểm nghiệm quá nhiều năm rồi, chất gỗ cực kỳ tốt đó. Và đặc biệt nếu các bác chơi dòng gỗ gụ Lào thì sản phẩm nếu các bác muốn hoàn thiện được đẹp thì cái quá trình nhuộm nước vôi là một trong những cái quá trình đánh dấu một bước vô cùng quan trọng để tạo nên một sản phẩm đẹp các bác nhé. Đó thì trước khi nguyên tắc của nhuộm nước vôi các bác ạ, việc đầu tiên các bác phải tháo từng thanh gỗ một các bác nhé. Đấy như em Sáng này, tháo từng thanh gỗ một, việc đầu tiên là phải té nước các bác nhé. Các bác té nước đều các bác ạ. Đó, các bước té nước đều trong ngoài như một. Sau khi mà té nước thì bắt đầu chúng ta nhuộm. Thì nguyên tắc của nhuộm nước vôi đó là gì? Ví dụ các bác thích cái màu sẫm thì các bác cho cái lòng độ nước vôi nó đặc hơn. Còn nếu mà các bác thích màu nó đơn giản nhẹ nhàng hơn, đó chị cứ cho cả vào, đấy thế là được. Thì các bác có thể là pha cái mực nước vôi nó loãng đi một chút xíu các bác ạ. Đó, để sau này nó lên màu. Đó, sau này nó lên màu thì nó sẽ ở mức độ nó vừa phải, nó không đen quá các bác ạ. Đấy các bác thấy đây. Đây nhá, cái thanh gỗ nó như này các bác ạ. Đấy, sau khi mà nhuộm cái rút ra cái màu đã biến đổi màu sẫm các bác ạ, nó hay chỗ đấy, cái nước vôi nó có tính chất là nó làm hút được cái nhựa của cái chất gỗ các bác ạ, và đặc biệt nó thấm vào tôm gỗ làm cho gỗ chống được muối mọt, chống được muối mọt. Và đặc biệt là sau khi hoàn thiện thì cái nước vét ly hoặc là phun PU nó sẽ mỏng hàng hơn, mỏng có nghĩa là nó trong hàng hơn các bác ạ, trong hàng hơn. Đó, hôm nay em Sáng sẽ làm một cái video này từ A đến Z về một quá trình nhuộm nước vôi. Nếu các bác muốn tìm hiểu về cái quá trình này, các bác có thể qua kênh YouTube Đồ Gỗ Sáng Trang các bác nhé. Ở cái sập ba thành trước thì em Sáng cũng quay hết rồi. Thì đây là cái siêu phẩm thứ hai, em Sáng cũng quay lên để mọi người biết được cái quy tắc làm hàng của Đồ Gỗ Sáng Trang các bác ạ. Đây là em Sáng là làm ít thì em Sáng không cần xây bể các bác nhé. Còn nếu mà các bác mà làm nhiều, các bác em khuyên là các bác lên xây một cái bể. Đó. Còn em Sáng này, em Sáng làm rất nhiều loại gỗ. Đó, dòng gỗ gụ này là chỉ là một trong những dòng gỗ mà em Sáng làm thôi. Còn hàng chủ yếu thì em Sáng làm gỗ cẩm lai, gỗ chắc. Đó, gỗ mun. Nói chung là đặc biệt là khi mình nhuộm nước vôi là phải đều tay các bác ạ, phải đều tay, tay là phải đều. Đó, nếu mà tay không đều là sau này là nó khi nào nó khô nó sẽ có chỗ đậm quá, chỗ nhạt quá, nó không được đẹp. Đấy các bác thấy này, bốn cái chân này này, đó các bác thấy không? Mới nhuộm nước vôi xong mà nhìn trông cứ như là đã phun lót rồi ấy. Cái video này em Sáng sẽ quay từ A đến Z, thế nên là nó sẽ khá dài. Các bác quan tâm, các bác có thể theo dõi về một cái quá trình này từ A đến Z các bác nhé. Đó, em Sáng làm nghề em Sáng không giấu bất kỳ một cái thao tác nào cả, chia sẻ tới quý vị anh chị em. Đó, thế thì em Sáng vẫn nói rồi, để làm nên một sản phẩm đồ gỗ chất lượng cao ấy, thì khâu nào phải quan trọng các bác ạ. Đó,
các bác thường thường các bác chỉ nhìn thấy sản phẩm đã xong rồi thôi. Còn với em Sáng sẽ chia sẻ từ A đến Z, từ khi pha phôi, từ khi pha phôi các bác ạ, từ khi lên mẫu đấy, hàng đục ra sao, hàng chạm ra sao, đấy, cái quá trình nước vôi này làm như thế nào, rồi thì phun ra sao, đánh vét ly ra sao, đánh xi ra sao, em Sáng sẽ giải quyết hết các vấn đề đấy. Không có gì phải giấu các bác ạ, vấn đề là có làm được hay không thôi. Ở cái sản phẩm này ví dụ như là cái mặt này nó rất lặng các bác nhé. Thế nên là em Sáng sẽ nhuộm mặt trái trước cho nó ngấm mặt trái đã, riêng mặt trái cho ngấm thoải mái các bác ạ. Khi mà sang mặt phải thì mình sẽ phải kiểm soát đó. Nếu mà mình muốn sau này sản phẩm của mình nó sẫm màu thì mình sẽ cho nồng độ nước vôi nó tăng lên các bác ạ. Còn nếu như mà cái sản phẩm của mình muốn để cái sản phẩm nó vẫn có một cái mức độ màu vừa phải thì nước vôi các bác chỉ cần té nhẹ qua thôi. Nó té nhẹ qua thôi. Đây các bác thấy này. Đây nhá. Đấy, những cái sản phẩm chưa nhuộm này. Đây là những thanh gỗ chưa nhuộm này. Và đây là những thanh gỗ nhuộm rồi. Nhuộm rồi các bác thấy không? Mới vào nước vôi thôi. Nhưng mà sản phẩm như là đã làm màu và phun nót rồi. Đấy, cái hay của nước vôi nó là vậy. Có những cái yếu tố là không thể tách rời các bác ạ. Đó. Cái giá trị nó nằm ở nhiều khâu lắm các bác ạ. Nó không hề đơn giản. Khi mà mình đã làm một sản phẩm mà theo những tiêu chuẩn khắc khe ấy, thì khi mà tạo nên một sản phẩm đẹp thì mình rất vui đó. Và đặc biệt là những khách hàng đến với em Sáng là những khách hàng các bác đã có cái trải nghiệm về sản phẩm rồi. Anh trai này thì em Sáng chia sẻ tới quý vị anh chị em, em Sáng gọi là anh trai cũng là một vị khách rất tuyệt vời đó. Mặc dù em Sáng chưa biết mặt anh, thật sự là như thế luôn, thì thông qua rất nhiều cái tình cảm, độ uy tín của em, đấy, bác đã tin tưởng đặt hàng đồ gỗ Sáng Trang rất nhiều các sản phẩm rồi, 3-4 năm nay rồi. Cứ mỗi khi lên hình có những sản phẩm hay thì anh trai đều tin tưởng bên đồ gỗ Sáng Trang bên em làm. Thì chia sẻ với các bác thì đấy là một trong những cái niềm vui nhỏ của một thương hiệu đồ gỗ gọi là mới dần khởi nghiệp các bác nhé. Đó, mới dần khởi nghiệp. Em Sáng xin chân thành cảm ơn bác đã luôn tin tưởng đồng hành cùng cơ sở đồ gỗ Sáng Trang. Chúc anh trai và toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, đó, phát tài phát lộc các bác ạ. Còn cái sản phẩm này của anh trai thì em đang cố gắng đấy, từ giờ đến Tết các bác ạ, chắc chắn là xong. Em Sáng chia sẻ rất nhiều về cái sản phẩm sọc ba thành Kiểu Long Tranh Châu rồi, thì em Sáng chia sẻ tiếp để quý vị anh chị em mình cảm nhận đây là một trong những cái tác phẩm nghệ thuật vô cùng tuyệt vời các bác nhé. Đó, tại sao gọi là Kiểu Long Tranh Châu? Thì cái sọc bao thành này em Sáng làm trên nền tảng chất liệu gỗ cụ Lào và đục khắc họa theo một bức tranh Kiểu Long Tranh Châu, nó là 9 con rồng. Đó, mà quý vị anh chị em có tìm hiểu sâu thì cũng biết rồng là một trong những con vật linh thiêng đứng đầu nhất trong tứ linh hội tụ các bác nhé. Đó, và những người chơi những dòng sản phẩm mà mang tính chất tạo hình rồng thì đều là những người có một khát khao thủ lĩnh đứng đầu các bác ạ, thủ lĩnh đứng đầu. Đó, và đặc biệt là các bác biết rồi đấy, một quần thể 9 con rồng vây quanh vòn quanh một viên ngọc quý đấy các bác ạ. Châu là ngọc các bác nhá, ngọc đấy. Thế nên là khi các bác chơi đồ nó đều có ý nghĩa đấy các bác ạ, nó không hề đơn giản đâu. Kể cả khi mà đục các bác nhá, chạm trổ đấy các bác thấy này, đó, nhìn những cái sản phẩm ở bên đồ gỗ Sáng Trang làm đục này, khe kẽ các bác nhìn này, đục rất đẹp đấy. Để tạo nên những cái sản phẩm như này nó không phải là thợ đạo làm được đâu các bác ạ. Nó là cả một cái quá trình dày công xây dựng các bác ạ. Kết hợp rất nhiều các yếu tố của những con người cần cù chịu khó. Đó, khi mà nhuộm thì các bác nhuộm đều hết cho em Sáng. Không sót một thanh nào cả. Không sót một vị trí nào cả. Bởi vì nếu mình sót thì sau này chỗ đấy là màu nó sẽ bị lạc đi các bác ạ. Kể cả những cái cổ chỉ mặt trái mặt phải nhuộm hết. Chứ không phải là mình làm là cứ... Nhiều cơ sở em Sáng biết có nhuộm nước vôi nhưng mà làm ăn gian. Em Sáng gọi làm ăn gian có nghĩa là chỉ té qua thôi. Đấy, té qua. Đấy. Nhưng mà em Sáng là làm là từ A đến Z trong ngoài như một. Trong ngoài như một các bác ạ.
Đúng rồi, đây này. Cái khe này này. Cái khe này này. Đấy, nghiêng ra cho nó vào đấy. Đó, các bác thấy này, quá tuyệt vời luôn. Từ những cái khe kẽ nhỏ nhất đấy các bác nhá. Đó, em sáng nói đơn cử như quý vị anh chị em này. Đây là cái khe của cái mà khi mình đóng cái chỉ nó ăn ở trong đây này. Đó, không quan chỉ cần nhỏ nước vào đây phải nó sẽ trôi theo ngay này. Đấy, cái nhỏ vào cái là thế nó cứ trôi theo làm gì. Thế là xong gì đâu. Đấy các bác thấy này. Hay lắm, nói chung là những sản phẩm mà em sáng nói rồi. Kể cả gỗ chắc nhé các bác nhá. Gỗ chắc này, gỗ cẩm lai. Nếu mà các bác hoàn thiện đánh xi mà các bác nhuộm được lúc vôi thì nó quá tuyệt vời luôn. Đó. Riêng cái nước vôi là một trong những yếu tố, một chất xúc tác để hoàn thiện đồ gỗ nó quá tuyệt vời. Nhưng mà làm thì nó sẽ mất quá nhiều công sức. Chị Thư hộ cháu quá. Đứng ở bên kia kìa. Nghiêng nghiêng lên á, nghiêng nhấc lên á. Đó. Đấy mặt trái này các bác này. Đấy. Đó. Rồi bây giờ úp xuống mặt phải. Chị té cả vào, đổ đồ cả vào. Đấy, đổ cả vào luôn. Rồi. Đấy. Cứ ngâm lên một tí ăn để cho nó đều. Đây có thể này. Bởi vì cái mặt này thì nó hơi vàng. Thế nên là mình phải cho lòng độ nó đặc lên một tí. Các bác ạ, cho lòng độ đặc môi một tí. Chị có tờ giấy giáp không? Xoa chỗ này đi. Lấy tờ giấy giáp xoa đi cái nó sẽ đều ngay. Chỗ đặc ấy. Đấy, đây các bác thấy này. Em sáng chia sẻ luôn. Chị đi em làm cho. Đây nhá. Em sáng chia sẻ tới mọi người luôn. Đây nhá. Đây này, có thể này. Các bác nhìn màu nó hơi lạch nhau, đúng không? Đây là những cái giọt nước mà nó chảy xuống này. Nó tiếp xúc nước vôi trước. Bây giờ mình muốn để cho đều ấy. Lấy cái tờ giấy ra này các bác ạ. Đấy, mình lại xoa đều đi. Xoa đều đi thì nước vôi nó lại đều. Đây là một trong những cái trải nghiệm không phải ai biết đâu các bác ạ. Trong nghề mình làm mình tự sáng tạo ra thôi, mình tự nghĩ thôi. Làm nào nó tốt nhất. Đấy. Mình xoa đều đi cái thì nước vôi này nó lại ăn đều. Nước vôi ăn đều thì sau khi hoàn thiện sản phẩm thì nó không có những cái vệt như thế, các bác hiểu không ạ? Đó. Nó không có những cái vệt mà chỗ đậm chỗ nhạt. Nhiều người cái này cũng không biết đâu các bác ạ. Không biết làm thế nào. Đó. Thì đây là một trong những trải nghiệm kinh nghiệm của những người người ta làm nghề lâu năm rồi. Các bác ạ. Cộng với sự sáng tạo có những cái mà mình phải biết xử lý. Đấy, nếu nó chưa xảy ra thì không sao, xảy ra rồi thì xử lý như thế nào. Đấy, thế bây giờ các bác nhìn thấy không, nó đều chưa, nó lại đều trở lại ngay. Không thì sau nhiều bác không biết là sau nhuộm xong bảo ô em nhuộm xong này nó lại bị như này. Đó thì đây là cách giải quyết các bác nhé, giải quyết vấn đề. Các bác đừng lấy cái lạo các bác ạ, không cần phải lấy cái lạo đâu. Mình cầm tờ giấy giáp này là mình xoa đều đi. Đấy, xoa đều đi. Bởi vì cái nước vôi này thì hiện tại nó mới ăn, mình mới nhuộm thế nên là nó mới chỉ ăn một phần ở cái diện tích bề mặt cực kỳ mỏng. Đó, không cần thiết mình phải dùng lạo. Đấy, nếu nó đều rồi xong mình lại dùng rẻ các bác ạ. Đấy, các bác thấy dần dần nó chuyển màu chưa ạ? Chuyển màu xuống hơi sẫm rồi đấy.
Đấy thì khi mình nhuộm mình phải kiểm biết kiểm soát màu các bác nhé. Em sáng chia sẻ quý vị anh chị em này. Có nghĩa là khi mình nhuộm nước vôi ấy, là mình phải biết kiểm soát màu. Mình định cái sản phẩm của mình sau này nó lên cái tông màu nào thì mình sẽ nhuộm ở cái mức độ, lòng độ các bác nhé. Thì đây là một trong những cách phản ứng hóa học thôi, nó rất đơn thuần. Nếu mà anh em nào học hóa rồi thì các bạn biết. Đó. Nước vôi thì nó gần như là nồng độ axit các bác ạ. Đấy. Đây là chia sẻ quý vị anh chị em này, gỗ vụn, gỗ sần xước này. Đấy, đây là cái thanh khung tranh này là thanh tranh mà gỗ sần xước. Đấy, nó tạo những cái vẹt như thế. Cái này thì tùy các bác có thể là mình để đây khoảng độ vài phút, sau đó các bác té trở lại. Còn đây là em sáng nhuộm, hôm nay em sáng nhuộm hơi đậm một chút các bác nhé. Thì em sáng sẽ ngâm. Đây này, đây những cái nước vôi này, các bác thấy không? Những cái lớp vôi nó sẽ ngấm vào những cái khe kẽ này các bác ạ. Đấy, nó ngấm vào những cái khe kẽ này này. Thì sau này mình đánh xi thì nó rất đều màu. Đó, nó rất đều màu. Còn nếu mà mình không nhuộm lớp vôi ấy thì các bác làm màu đúng không ạ? Thì các bác làm màu thì nguyên tắc của làm màu ở những cái phạm trù mà những cái sản phẩm nó đục nhiều như này ấy, thì em sáng nói ấy, để mà đạt đến trình độ mà đều màu tăm tắp từ khe kẽ thì nó rất khó. Chỉ còn cách là các bác phải phun dày lên thôi. Đấy, thì nếu mà phun dày sản phẩm nó rất xấu các bác ạ. Đó, em sẽ chia sẻ tới quý vị anh chị em cách làm hiệu quả, sản phẩm đẹp, chất lượng. Quá đẹp luôn các bác ạ. Cái yếm này đục quá tuyệt vời. Đấy, dòng thì nó phải như này các bác ạ. Cái lối dòng này là dòng cổ các bác nhá. Riêng về lối dòng nó có nhiều kiểu. Thì đây là lối dòng cổ các bác ạ. Lối dòng này đục phải rất đẹp chứ đẹp. Rồi. Khả năng là cái này bác Vinh ơi. Chán được rồi. Đây, giới thiệu anh em đây là cái xưởng của đồ gỗ Sáng Trang các bác nhé. Đồ gỗ Sáng Trang thì có 3 cơ sở chính các bác nhé. Cơ sở chính là bên cửa hàng cũng là bên nhà ở của bên em Sáng. Còn 2 xưởng các bác ạ, 2 xưởng. Đấy, xưởng này là xưởng mà em Sáng chuyên hoàn thiện các bác nhé. Đấy, cạo lạo hoàn thiện, đánh dây giáp. Làm việc là phải bóc tách như vậy các bác ạ. Còn đến với em Sáng thì các bác yên tâm về nguyên vật liệu. Đây, chia sẻ với các bác đây. Đó, nguyên vật liệu lúc nào sẵn có. Đây, các bác nào chưa biết thì giới thiệu các bác luôn. Đây là cây gỗ gụ Lào này các bác này. Cây này là cây tươi các bác nhá. Cây này là cây tươi này. Đấy, cắt ra còn nhựa này các bác này. Nhựa này các bác này. Đó. Cây này là cây gụ Lào, cây tươi. Có cái bàn chải không chị Vinh? Hả? Không cần à? Ok, tía tém một lượt đi để cho nó đều ăn. Đó, em Sáng quay trực tiếp luôn các bác nhé. Quay trực tiếp từng công đoạn một luôn. Thế nên là cái video này nó sẽ khá dài các bác ạ.
chắc phải rơi tầm độ 30 phút đấy các bác ạ. Thế nên các bác nào muốn theo dõi những sản phẩm đẹp, các bác không thể nào vội vàng được các bác ạ. Cơ sở người ta không vội, huống chi là mình là người chỉ việc xem. Đấy, nếu các bác nào có nhu cầu, kể cả trong dưới anh em làm nghề chưa hiểu gì về các sản phẩm đồ gỗ, muốn em Sáng tư vấn thì em Sáng sẽ tư vấn nhiệt tình các bác nhá, không có vấn đề gì cả. Đó, mỗi một loại gỗ đều có cách hoàn thiện khác nhau các bác nhá, không thể giống nhau được. Đấy, em Sáng chia sẻ luôn. Quan trọng biết nhất là mình phải biết cách làm. Mặt trái được rồi chị ạ. Úp xuống chủ là cái mặt phải nữa. Đấy, các bạn thấy nhuộm nước vôi xong nó khác gì làm màu chưa? Lên màu quá đẹp luôn. Màu trần tự nhiên. Đây, còn cái mặt này, cái mặt này là nước vôi nó đang ngấm các bác ạ. Các bác nhá. Đó, nó đang ngấm này. Nó đang ngấm. Cái nhựa gỗ nó đang ra. Ô Vinh ơi, còn cái vách giữa. Ồ. Không, bây chỉ trắng cái này đi ăn. Trắng cái này là phơi khô đi ăn. Đấy, mải nói chuyện với quý vị anh chị em quá. Đây này, cái quan trọng nhất đây này các bác này. Đó. Cái quan trọng nhất là cái vách giữa của cái sập này này. Tí quên các bác ạ. Thảo làm Sáng cứ thấy thiếu cái gì. Đấy, các bác thấy không? Đục đẹp chưa ạ? Sáng soi chi tiết này, kẽ này. Quý vị anh chị em mình cảm nhận này. Nếu các bác nào muốn một siêu phẩm để đời, các bác ạ, một siêu phẩm để đời, thì các bác có thể gọi điện trực tiếp cho em Sáng qua số điện thoại 0817035555 để em Sáng tư vấn và báo ra tận xưởng. Dì Thư vào rút hộ cháu cái bình cái dây nước ấy, nó đang tràn bể sao? Đó, sang năm là 2024 là năm con rồng. Mẫu sập này là một trong những mẫu sập cực kỳ hot 2024 luôn các bác nhé. Tài chính tạo nên một sản phẩm đồ gỗ cao cấp ấy thì nó phụ thuộc vào chất lượng gỗ các bác nhé. Đó, ví dụ các bác cao cấp thì các bác có thể sử dụng gỗ chắc này. Các bác ạ, sử dụng gỗ chắc, gỗ cẩm lai. Đó, không thì mình chơi gỗ gụ như này được. Cũng là hàng cực kỳ cao cấp rồi, cực kỳ VIP rồi. Quá đẳng cấp luôn các bác ạ. Để em cầm nhé. Cho đỡ. Sau khi nhuộm lớp vôi thì phải phơi khô các bác nhé. Phơi khô sản phẩm. Sau khi phơi khô xong là tiếp tục đánh giấy giáp. Đó. Cái quá trình này nhuộm nước vôi này nó xảy ra trước cái quá trình mà các bác phun nót các nhá. Nếu mà các bác phun nót rồi là không nhuộm được nước vôi đâu. Khi mà các bác đánh xong lớp giấy giáp lớp 1 đấy các bác ạ. Em Sáng thường em Sáng làm là đánh kỹ qua lớp 1 rồi bắt đầu mới nhuộm nước vôi. Đấy, sau khi nhuộm nước vôi xong thì đến lớp 2. Chỉ cho hai cái gần đấy cho đỡ ấy, dây đỡ căng. Đấy, các bạn thấy không? Làm cái gì vậy? Quan trọng nhất là người thợ là phải lành nghề các bác ạ. Phải lành nghề.
Nhìn đơn giản này thôi mà mình làm không biết cách làm, lóng ngóng cái là hỏng ngay. Cho cái vách ra đây này, chị Vinh ạ. Đấy, tí nữa quyền cái vách giữa các bác ạ. Đấy, anh bắt đến thế không? Mẹ lên nó vui cái cảm giác nó mỏng hàng ngay, có nhận không ạ? Vâng. Đấy, các bác thấy là chưa có lúc nước vôi nhá. Rất sáng các bác ạ, cực kỳ sáng luôn. Đó, rất sáng. Nhưng mà nếu mà các bác muốn lên cái tông màu cánh gián này, màu hạt rẻ này, hoặc là các bác hoàn thiện theo lối giả hàng chắc ấy, thì nước vôi là một trong những cái chất hóa học vô cùng tuyệt vời để tạo nên những cái mảng màu như vậy các bác ạ. Và em sáng xin thưa quý vị anh chị em luôn, nói chung là hàng nhuộm được nước vôi là tốt nhất. Đấy. Nhuộm cái mặt phải trước chị Vinh ạ, để tránh tình trạng nước nó xuống nó có vệt. Đấy. Đó. Khả năng cái này đủ chưa nhỉ? Cho thêm tí nữa. Cái mặt này thêm một tí nữa, nó vẫn hơi vàng các bác ạ. Thêm một tí nữa. Cái vôi này thì các bác có thể mua vôi cục các bác nhé. Các bác mua vôi cục ấy, vôi mà ăn trầu các bác ạ. Vôi ăn trầu hoặc là vôi ngày xưa các cụ xây nhà ấy. Đấy, các bác mua về các bác tôi nó ra, sau mình để cho nó nguội rồi pha loãng với nước. Tí nữa những cái thanh gỗ vàng này nó chuyển sang màu này ngay các bác ạ. Đấy, cái mảng màu nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Các bác thấy nhựa nó ra chưa ạ? Đấy, cái nhựa gỗ này. Vừa đủ nhỉ? Hết nước vôi. Nói chung là mình vừa nhuộm vừa mình vừa điều chỉnh màu thôi các bác ạ. Đấy, ví dụ như này này. Đấy, mình cảm giác cái màu đó là mình lên cái tông màu, sau này mình định lên tông màu nào thì các bác dừng ở đấy. Đấy, các bác muốn cho nó ở tông màu sáng thì các bác như này là đạt rồi các bác ạ. Như này là đạt rồi các bác nhớ. Còn nếu như các bác muốn là tông màu nó sẫm hơn thì các bác lên để ngâm một lúc để cho vôi nó thấm. Rất tuyệt vời các bác ạ.
siêu phẩm này lên đẹp lắm các bác ạ, thật sự là như thế luôn. Em sáng làm rất nhiều siêu phẩm rồi, mỗi một siêu phẩm đều là một cái trải nghiệm các bác ạ. Và cũng rất vui mừng vinh dự bởi vì liên tiếp có những bác khách hàng hiểu được ý đồ của Đồ Gỗ Sáng Trang. Đấy, những sản phẩm này em sáng nghĩ là sau này các bác dùng đến đời con đời cháu các bác ạ. Đời con đời cháu cũng không có cái gì mà phải suy nghĩ ở một cái sản phẩm đẹp đấy, mà cái giá trị mà em sáng mang lại chia sẻ tới quý vị anh chị em. Thì về tài chính thì em sáng là người làm ở xưởng rồi, thế nên là nói thật luôn là em sáng có lọc các bạn nhé, có lọc, có công ăn việc làm cho tất cả mọi người, đấy là niềm vui quá đẹp luôn. Các bác nhìn dòng, nhìn mặt dòng bên Đồ Gỗ Sáng Trang đục này. Cái mặt này màu như này ok rồi các bác ạ. Sau khi mình lấy nước mình rửa sạch đi, đó ra cái màu như này các bác ạ. Đừng có làm đen quá các bác ạ, mình làm đen quá sau là sản phẩm lên màu nó không thật, mức độ vừa phải thôi. Sau còn phun lót nữa các bác ạ, còn rất nhiều cái quá trình. Tại sao mà khi chia sẻ các bác, tại sao mà khi mà mình rửa bằng nước vẫn phải dùng cái rẻ các bác nhé? Bởi vì nó có những cái hạt vôi các bác ạ. Nó có những cái hạt vôi sẽ bám ở những bề mặt này, bám ở cạnh này. Thế nên là mình phải dùng rẻ, mình vuốt cho nó hết những cái hạt vôi đấy. Còn nếu mà mình mà không dùng rẻ mình vuốt ấy, thì sau này khô cái hạt vôi đấy nó vẫn bám lại. Nó bám lại thì sau nó vẫn, nó tiếp xúc với gỗ, nó sẽ không đều, màu nó sẽ không đều. Thế nên là bắt buộc vẫn phải dùng rẻ nó như này. Thế nhiều bác bảo rằng là chỉ cần lấy nước té cũng được. Không, té làm sao được các bác. Làm cái gì nó phải có bài có bản chứ. Làm nhanh thế thì ai chả giàu được các bác ạ. Rửa nốt cái mặt trái nữa. Rửa xong đấy thì phơi khô. Qua hẳn 1-2 ngày thì các bác ạ, cho nó phải khô mà. Rồi sau đó bắt đầu mình đánh dây giáp. Lại tiếp tục đánh dây giáp. Ok, nó bao Vinh ạ, không sao cả. Nó có thế này. Nước vôi nó ánh lên mỏng hẳn chưa ạ? Cái vách này nó đang ngấm nước vôi này các bạn này. Đó, nó đang chuyển màu dần đấy. Chia sẻ với các bác này, quá đẹp luôn. Nhìn cái chân này các bác này, xứng đáng đồng tiền bát gạo rồi các bác. Em sáng xoay cho các bác nhìn này. Đó, dòng nó phải như vậy nhé. Chân gọt rất đều các bác nhé, chân gọt cực kỳ đều luôn. Mọng thì tất cả đều là mọng hết, hai mọng này các bác này, ngõng cổ cũng hai mọng và yếm thì hét cài.
không những mỗi hiết cài mà còn cả bọ. Đây các bác thấy này, đó, đây là cái bọ này, bọ hét rồi. Nó có chức năng làm cho cái yếm này nó không vênh không vai được ra. Em Sang chia sẻ là cái khung cảnh không khí vô cùng sôi động của xưởng đồ gỗ Sáng Trang các bác nhé. Đây là xưởng này, đồ gỗ Sáng Trang, hotline 0817035555. Các bác qua đồ gỗ Sáng Trang, các bác sẽ em Sang sẽ dẫn các bác sang xưởng xem những người thợ bên em làm đồ các bác ạ, rất tuyệt vời đó. Gỗ thì các bác yên tâm, phải mua vật liệu cực kỳ yên tâm luôn. Gỗ thì nhiều đấy, cứ để làm sao chị Vinh ơi, rửa à dựng đây chị, ok. Vâng có được rồi. Ồ, được rồi, được rồi. Hiện tại em Sáng đang còn rất nhiều các sản phẩm các bác nhé. Đấy, còn rất nhiều các sản phẩm đang trong quá trình dần dần hoàn thiện này. Tủ rượu Cẩm Lai này, các bác này. Tủ rượu Cẩm Lai này. Chiếc này lên cũng là một trong những siêu phẩm. Cái vách nhuộm thêm cái thanh ở dưới đi bác Vinh ạ. Đây này, có cái thanh này này. Đấy, nó chưa đều này các bác này. Thêm một tí vôi nữa thôi. Chị vâng. Ngả nó ra. Đấy, nhuộm thêm cái thanh đấy với thanh kia kìa. Đấy, giới thiệu với các bác là em Sáng thì là người Bắc Ninh, chia sẻ với các bác đó. Nhưng mà cái cánh đồng này là của Thiết Bình, là của bên Hà Nội các bác này. Đó, em Sáng đang đứng giữa vĩ tuyến 17, giáp danh giữa Bắc Ninh và Hà Nội các bác nhé. Đó, ở bên này là bên Hà Nội này, còn địa phận cái đường này là của Bắc Ninh các bác nhé. Đoạn này là đoạn mà nó đó, xoa nhẹ nhẹ thôi, nó dây cái keo đó, xoa nhẹ đi cái là nó hết ngay đó, xong mình nhuộm lại được rồi. Cọ qua thôi bác Vinh, cọ sâu quá nó này. Đây, mọng này các bác này. Tay hai mọng các bác nhé.
Ôi chán nó rồi, bác vị chán đi. Tráng bằng nước trắng có nhé. Tráng xong rồi dựng lên phơi khô. Cái này là muốn sạch chân khô đi, sau bắt đầu mình lấy cái chổi cước quay một lượt, bác Vinh ạ. Cắm cho gỗ các bác ạ. Đúng rồi anh ơi, đây rẽ một cái ngọn đi luôn. À Thiết Bình à? Hơi sai sai, mình chỉ đường hơi sai sai. Vội quá thì cứ vâng cho nó nhanh. Nó vẫn là giáp danh thôi mà. Rồi, ok các bác nhé. Đó, cả một cái quá trình nhuộm nước vôi cho một chiếc sập ba thành kiểu Long Tranh Châu. Đến đây là kết thúc các bác ạ. Em Sáng xin trân trọng cảm ơn tất cả các bác đã bớt chút thời gian theo dõi, đồng hành cùng Đồ Gỗ Sáng Trang, chia sẻ cái kinh nghiệm làm nghề các bác nhé. Đấy, cái video của em Sáng thì cũng mong muốn để chia sẻ những kinh nghiệm làm nghề, và cũng mong muốn là những cái sản phẩm của mình được rất nhiều quý vị anh chị em mình tin tưởng dùng đồ các bác ạ. Và một lần nữa xin chúc cả nhà mình chúc sức khỏe, lời chào thân thương.